cái hiệu điểm nhìn xa ở đây điểm nhìn gần ở đây đặc biệt gam màu đổi này khiến cho người đeo rất là trẻ trung và cá tính đó chính là đổi màu trắng gương quá đẹp luôn các bạn các bạn có thể thấy là cái khuôn mặt mình đã hắt ở lên lớp trắng gương của cái cái chồng kính này rồi và lớp uh, trắng trắng gương của cái chồng kính này á là nó hơi ám màu bạc và đặc biệt đó chính là khi chúng ta nhìn ở mặt sau của chồng kính á, thì chúng ta sẽ thấy cái gam màu đổi của cái chồng kính này là màu xanh dương đây là một gam màu lạnh nhìn rất là hiện đại và cá tính và cái chồng kính này khi mà đổi màu á, nó đẹp như là một cái kính mát thời trang thực thụ luôn xin chào các bạn trên tay của mình đây là một miếng trồng và vừa nhìn vào mình đã biết đây là trồng kính đa trồng bởi vì đây chúng ta sẽ có ký hiệu điểm nhìn xa ở đây điểm nhìn gần ở đây và điểm nhìn mình ấn tượng là ở trồng kính đa trồng này đó là những là phôi trồng kính vô cùng trong suốt và trong veo và để sản xuất được một cái trồng kính đa trồng mà có phôi trồng đẹp như thế này đòi hỏi cả một công nghệ rất là hiện đại chỉ những hãng lớn mới có thể làm được và không có gì ngạc nhiên khi trồng kính này được sản xuất bởi Jai hãng trồng kính số 1 thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển đến từ Đức nổi tiếng sản xuất ra những chồng kính có phôi trồng kính đẹp sáng trong mà chưa có hãng nào có thể làm được đã vậy ra còn trang bị cho chồng kính đa trồng này một tính năng vô cùng đặc biệt đó chính là đổi màu nhưng không phải là đổi màu như các bạn đã biết từ trước đến bây giờ đâu đây là công nghệ mới trong công nghệ đổi màu một sự tiên phong khi mà hãng đã tuyên bố rằng chồng kính này có khả năng đổi màu nhanh nhất và đậm nhất hiện bây giờ đặc biệt gam màu đổi này khiến cho người đeo rất là trẻ trung và cá tính đó chính là đổi màu trắng gương và đường dây đặt tên đó chính là Photofusion X Blue Durafusion Flat Diamond và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem rằng trọng kính đa trồng đổi màu trắng gương sẽ như thế nào thông qua cái máy giả lập tiêu về đây mình vừa đưa vào và mình lấy ra liền đây các bạn có thể thấy là chồng kính đổi màu ngay lập tức luôn, phải nói là quá nhanh quá nhạy khi gặp tia UV rồi và các bạn có thể thấy ở trên chồng kính này bắt đầu xuất hiện lớp lấp lánh, cái trắng gương ở trên chồng kính rồi và bây giờ mình sẽ để trong cái máy này nó lâu hơn xíu nữa để cho uh, thứ nhất là cái chồng kính nó đổi màu nó lên đậm tối đa để xem trông như thế nào và các bạn có thể thấy là chồng kính nó bắt đầu đổi màu rất là đậm rồi và thời gian là mình để vào trong cái máy đèn lập tia UV này nó tính bằng giây thôi và bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi, đây, quá đẹp luôn các bạn, các bạn có thể thấy. À, cái khuôn mặt mình đã hắt ở lên lớp trắng gương của cái cái chồng kính này rồi và lớp uh, trắng trắng gương của cái chồng kính này á là nó hơi ám màu bạc và đặc biệt đó chính là khi chúng ta nhìn ở mặt sau của chồng kính á thì là chúng ta sẽ thấy cái gam màu đổi của cái chồng kính này là màu xanh dương đây là một gam màu lạnh nhìn rất là hiện đại và cá tính và cái tròng kính này khi mà đổi màu á nó đẹp như là một cái kính mát thời trang thực thụ luôn chưa dừng ở lại đó, công nghệ Photo không chỉ giúp cái trồng kính đa trồng này đổi màu nhanh hơn, đậm hơn mà còn giúp trồng kính này là có thêm tính năng chống ánh sáng xanh, là tính năng ngăn chặn các tia ánh sáng xanh độc hại phát ra từ màn hình các thiết bị công nghệ như là điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính, cũng như giúp mắt chúng ta hạn chế mờ mắt, mỏi mắt, khô mắt, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, thậm chí là cải thiện giấc ngủ đặc biệt tuy trong kính đa trồng đổi màu dai này có tính năng chống ánh sáng xanh nhưng ta, chúng ta sẽ thấy cái lớp váng phủ chống ánh sáng xanh này ít bị phản quang hơn so với những trồng kính chống ánh sáng xanh trước đây đúng không đó mới là đỉnh cao đó các bạn đây là một bước tiến mới trong công nghệ phát triển trồng kính chống ánh sáng xanh được dai đặt tên là BlueGuard. dai đã cải tiến lớp váng phủ chống ánh sáng xanh khi mà trộn thẳng vào trong phô trồng kính nghĩa là sao nghĩa là lớp váng trồng kính sẽ nằm ở giữa trong phô trồng kính như thế này trong khi xưa giờ các hãng sẽ phủ cái lớp váng chống ánh sáng xanh ở trên bề mặt trồng kính Chính vì lớp vắng sẽ nằm ở giữa trong phôi như này thì sẽ làm cho trồng kính là ít bị bám dấu vân tay hơn, ít bị bám bụi bẩn trên trồng kính hơn và đồng nghĩa với việc là lớp váng phủ này sẽ có tuổi thọ tốt hơn, từ đó bảo vệ đôi mắt tốt hơn và chưa nói nữa là trồng kính sẽ đẹp và bắt mắt hơn nữa. Với những cái người mà đeo trồng kính trong ánh trắng xanh á thường thường họ rất là ghét cái lớp vắng phủ trong ánh trắng xanh ở trên trồng kính bởi vì nó cứ lấp lánh và phản quang khi bị chụp hình. Nhưng mà với công nghệ trồng kính chống ánh trắng xanh mới này ở trên trồng kính đa trồng đổi màu này đã khắc phục được hoàn toàn cái nhược điểm đó. Tuyệt vời hơn nữa trồng kính đai trồng dai là ít bị ám bố vàng khi mà chúng ta nhìn trên màn hình vi tính Đó là điều mà những cái trồng kính chống ánh sáng xanh xưa giờ chưa có làm được Và mắt kính Việt tự hào là một trong những cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu đến cho các bạn là trồng kính đai trồng đổi màu trắng gương Dai Photofusion Blue Durafusion Flat Diamond Các bạn hãy đến và trải nghiệm thực tế thì chắc chắn sẽ không kiềm lòng được đâu vì quá đẹp quá chất Mắt kính Việt đã lấy ủy quyền bán lẻ trồng kính dai chính hãng hàng đầu tại Việt Nam